Hi, xin chào các bạn đã quay lại với kênh của mình nha. Thì hiện tại là mình đang ráp một chiếc AB125 nè các bạn. Hôm qua thì bên mình có chia sẻ cái giá xe của mình á. Thì hôm nay cũng có khá là nhiều anh chị đến bên mình để sở hữu dòng xe AB125 ha. Thì hôm qua mình cũng có chia sẻ với bạn á, cái mẫu này là mẫu AB125 phiên bản đặc biệt nè các bạn. Màu đen nhám ha, có chữ AB nè. Và không có tem ở ngay chỗ này nha. Đối với dòng tiêu chuẩn thì có tem chỗ này bạn, có chữ AB125 ha. Thì ở đây nhưng mà đối với dòng 125 phiên bản đặc biệt á thì các bạn cũng thấy á, nó có cái chữ này Plus Edition bằng tem nha. Phía trên này là có chữ E Plus nè. Mẹ nó chữ nổi nha các bạn, màu vàng ha. Thì cái màu vàng này nó sẽ trùng với cái tem thôi chà, và hai cái miếng ốp bên này thôi. Thì đó là sự phân biệt giữa cái đời xe 2023 ha. Đối với đời xe 2022 21 các bạn, cái chữ miếng chỗ này nè, miếng cái chữ nó sẽ là màu vàng, hoặc là cái ốp chỗ này nó màu vàng ha các bạn. Để đó với đời 23 thì nó là màu vàng chỗ này. À, đó thì kỹ thuật bên mình đang gõ ra nè, để giống như bạn nào đã từng theo dõi cái video bên mình đó thì bạn coi gõ ra để làm cái tha cái mỏ bò của cái sườn các bạn. Ở vùng Cà Mau của bên mình đó thì vùng nước nó hơi mặn á, cho nên nó hay bị sét cái dàn sườn. Rồi thì kỹ thuật bên mình đang gõ ra để tha mỏ bò sườn cho tất cả các xe ở bên này nè. Bạn coi nè, để gõ ra bên trong của dàn AB125 nè các bạn. Đây là số máy ha. Đó. Đây. Xe này là mới 100% ha các bạn. Cho nên bạn thấy rất là sạch luôn. Đây đó, sườn ấy đâu rồi. Thì vì mình thay mẫu bò lên thì lúc đó xe nó sẽ chống sát sườn ha. Rồi. Thì cái giá này hôm qua mình cũng có chia sẻ với các bạn á. Thì cái giá hiện tại mình đang để là 43.400.000 ha các bạn. Cái giá hợp lý cho dòng xe AB125 thời điểm này ha. Thì nó chỉ áp dụng trong khoảng thời gian nhất định thôi nha các bạn. Các bạn lưu ý ha. Và khi mà các bạn mua xe thì bên mình sẽ làm thủ tục và cài số khung số máy rồi lắp hồ sơ gốc cho các bạn với giá đó, để các bạn có thể đăng ký biển số ha. Đây, cuộc nè các bạn. Cuộc. Đây, đổ xăng ở đây ha. Xăng ở giữa này. Thì đối với dòng AB125 này á các bạn, thì mặt trước của nó là LED ha. Mặt trước của nó là LED. Ha, thắng đĩa màu bê tông của Nissin nè các bạn. Thì cái mâm này thì cũng giống như các mâm khác thôi, không có của AB trước ha, không có sự khác biệt nha các bạn. Nó chỉ khác về màu sơn một vài chi tiết thôi. Đặc biệt luôn á là cái động cơ nè các bạn. ESP cộng giúp cho xe mình nó im hơn, mượt mà hơn và tiết kiệm xăng hơn ha. Ngoài ra thì cái mẫu này sẽ có cái khác biệt nữa là capo các bạn. Capo của cái đời này nó sẽ đẹp hơn capo của cái đời 2022 ha. Nó có cái độ dốc lên nè các bạn thấy không? Thì giúp cho xe mình nó cao hơn khi mà đi ngập nước, nó không bị ngập vô cái bô rồi các bạn. Thứ hai nữa là nhìn nó thể thao hơn ha, nó cứng hơn, cá tính hơn. Đó là, và đây là phiên bản 125 phiên bản đặc biệt nha. Và tiếp theo bên đây nữa các bạn, đây kỹ thuật bên mình cũng đang ráp một chiếc nữa, cũng là AB125 các bạn. Mà mẫu AB125 này á là mẫu tiêu chuẩn nha, tiêu chuẩn màu xanh đen ha. Thì giống như hôm qua mình có chia sẻ ba cái màu xe á bạn, thì đối với dòng này á thì nó không có chữ AB ở trên này nha, trên cái yếm này mà nó giờ xuống khu vực này ha. Giờ xuống đây AB125 ha, phiên bản tiêu chuẩn màu xanh nha các bạn. Đối với dòng này thì nó cũng giống như AB 100 động cơ cũng như là AB125 đặc biệt thôi nha các bạn. Nó cũng ESP cộng nè, bê lớn nè, giúp cho mình xem mình im hơn nè, tiết kiệm xăng hơn nè ha. Và cái bô nó cũng giống như AB125 đặc biệt luôn, chỉ nó khác màu sơn thôi. Và màu xanh này là màu xanh bóng nha các bạn, xanh bóng mà cái chữ cũng là chữ nổi nhưng mà màu bạc ha. Nó không có cái dòng chữ Black Edition chỗ này ha, lý do là đó là phiên bản tiêu chuẩn nha các bạn. Đây thì các bạn, đây là mẫu này, và mẫu này với giá là 41.400 nha các bạn. Bên mình sẽ cài số khung số máy và làm bộ hồ sơ gốc cho các bạn ha. Thì bạn nào đã từng coi kênh YouTube của mình á thì các bạn cứ liên hệ với mình, mình sẽ có cái giá đặc biệt ưu đãi dành cho các bạn riêng nữa nha ha. Cho nên các bạn an tâm, giá xe bên mình hiện tại thời điểm này khá là tốt dành cho các anh chị mà ở Cà Mau nha. Giá này nó sẽ thay đổi nha các bạn, trong thời gian giá này hiện tại là trong thời gian này thôi, chứ mà nó sẽ có thay đổi. Thì khi nào có thay đổi mình sẽ báo cho các bạn biết ha. Thì hiện tại là bên mình có đủ màu nha, màu xanh nè, màu đỏ nè, màu phiên bản đặc biệt là màu đen nha. Thì hiện tại là bạn nào có nhu cầu ở Cà Mau á thì cứ liên hệ với mình ha, qua số điện thoại mình đặt ở video. Cái địa chỉ bên mình thì mình sẽ không show ra cho các bạn coi nha. Rồi các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nha. Đây. Dịch vụ mà tha mẫu bò này ở Cà Mau, bạn nào mà đã có từng mua xe mà chưa có tha có thể ghé bên mình cũng được nha các bạn. Bên mình cũng nhận dịch vụ rồi ở ngoài nữa chứ không phải là xe mới không nha. Phủ Nano nè.
rồi phủ chống trầy đó các bạn, và mỡ bò nè, giống như con này nè các bạn, mình cũng có chiếc cái thắp đang làm nữa nè, cho các bạn coi phủ chống trầy là sao nè, bạn thấy không? Cái máy đó là cái máy lông cù nha các bạn, lúc đánh lông cù lúc cho xe mình á nó xong bị xước ha. Ngoài ra thì các bạn đánh để có ba cái loại dung dịch nha các bạn. Dung dịch thứ nhất là mình tẩy cho nó sạch, dung dịch thứ hai là dung dịch phủ cứng ha, và dung dịch thứ ba nữa là dung dịch để phủ, và dung dịch thứ hai đó là phủ nha các bạn, phủ keo, và dung dịch thứ ba đó là phủ cứng nha các bạn. Có ba lớp thì các bạn nào đã từng đánh đó, bạn nhìn ở dưới góc này nè, nó sẽ rất là dày lên, nó dày lớp keo lên và nó sẽ giúp cho cái xe mình nó giữ độ bóng ha. Ngoài ra thì nó sẽ hạn chế đạn xước cho mình, hạn chế thôi nha các bạn. Nhiều khi xe mình xước nhiều quá sâu vô thịt thì cũng không có thể nào mà hết được. Đây các bạn đang ngâm dung dịch để phủ bóng nè các bạn, thì dịch vụ này bên mình cũng có nha, bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip test xe tiếp theo nha.